Lại nữa A Nan, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thâu nạp khen ngợi pháp chẳng phải chân thật mầu nhiệm, thì Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa liền bị ác ma nhiễu loạn. Còn nếu Đại Bồ Tát nào gần gũi Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thâu nạp, chẳng khen ngợi pháp, chẳng phải chân thật mầu nhiệm, thì Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng bị ác ma nhiễu loạn. Lại nữa A Nan, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với pháp chân thật nhiệm màu phỉ báng chê bai, khi ấy ác ma nghĩ thế này: này Bồ Tát này cùng với ta làm bạn, do vị ấy hủy báng pháp chân thật mầu nhiệm, nên có vô lượng thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, đối với pháp chân thật nhiệm màu cũng sanh hủy báng. Do nhân duyên này, ý nguyện của ta viên mãn, các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, dù siêng năng tinh tấn tu các pháp lành, nhưng bị rơi vào bậc thanh văn hay độc giác, cũng khiến cho người khác rơi vào. Thì A Nan nên biết Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa liền bị ác ma nhiễu loạn. Còn nếu Đại Bồ Tát gần gũi Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với pháp màu chân thật, tin tưởng thọ trì khen ngợi, cũng làm cho vô lượng thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa tin tưởng thọ trì khen ngợi. Do đó ác ma kinh sợ sầu khổ, các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, dù chẳng tinh cần tu tập các pháp lành, nhưng quyết định chẳng để mình và người rơi vào địa vị thanh văn hay độc giác, quyết chứng quả vị giác ngộ cao tột. Thì A Nan nên biết Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng bị ác ma nhiễu loạn. Lại nữa A Nan, nếu Đại Bồ Tát khi nghe nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nói như thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó thấy khó biết, huống là tuyên thuyết, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tinh cần tu tập, sao chép, truyền bá, ta còn chẳng có thể đạt được cội nguồn của nó, huống là các kẻ trí cạn khác. Khi ấy có vô lượng thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa nghe lời nói ấy, tâm sanh kinh sợ, đều thối tâm đối với quả vị giác ngộ cao tột. Thì A Nan nên biết Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bị ác ma nhiễu loạn. Còn nếu Đại Bồ Tát nào khi nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nói thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó thấy khó biết, nếu chẳng tuyên thuyết, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tinh cần tu học, sao chép, truyền bá, mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chắc chắn không có việc đó. Khi ấy có vô lượng thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa nghe lời nói ấy, vui mừng nhảy nhót, đều đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường ưa lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, vô cùng thông lợi, như lý tư duy, tinh tấn tu hành, vì người diễn nói, sao chép, truyền bá, mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thì A Nan nên biết Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng bị ác ma nhiễu loạn.